Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Hitler là ai, cuộc đời và những tội ác của trùm phát xít Hitler. Hitler là ai? Nếu tìm hiểu Germany là nước nào, ta không thể nào không nhắc tới Hitler. Cuộc đời của con người này cũng có rất nhiều điều mà chúng ta cần biết. Thứ nhất, về tuổi thơ và gia đình. Hitler, tên đầy đủ là Adolf Hitler, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1889 tại làng Ranshofen, một ngôi làng được sáp nhập vào năm 1938 với thành phố Braunau am Inn, đế quốc Áo-Hung. Hitler là con thứ tư trong gia đình 6 người con. Cha ông là một viên chức hải quan, còn mẹ ông là một người phụ nữ gốc Áo. Thời thơ ấu, Hitler là một cậu bé ốm yếu và rất mực được mẹ cưng chiều. Còn cha của Hitler lại là một người khá chuyên quyền, nóng tính và giáo dục con bằng đòn roi. Năm 11 tuổi, Hitler được cha gửi đến một trường trung lập ở Linz với mong muốn Hitler sẽ trở thành một công chức. Tuy nhiên, Hitler đã chống đối lại ý tưởng này và trở thành một kẻ chán nản học hành với điểm số cực kỳ tệ hại. 2. Những năm tháng thiếu niên. Cha Hitler qua đời vào năm 1903 khi Hitler được 13 tuổi. Mẹ ông phải nuôi sống gia đình một cách khó khăn bằng lương hưu và số tiền dành dụm ít ỏi. Trong khoảng thời gian này, Hitler vẫn rong chơi và nuôi ước mơ trở thành một họa sĩ. Năm 1906, Hitler, 17 tuổi, đã đến sống ở thủ đô Viên của nước Áo để dự kỳ thi tuyển sinh vào Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Viên. Tuy nhiên, bài thi của Hitler không đủ điểm. Trong lúc ấy, mẹ của Hitler đang hấp hối vì bệnh ung thư và qua đời. Đây là khoảng thời gian rất khó khăn cho Hitler khi ông phải mưu sinh bằng những công việc khó khăn và sống trong một phòng trọ lụp xụp. Năm 1913, Hitler đến Munich, tiếp tục con đường họa sĩ của mình và bắt đầu hoạt động chính trị. 3. Con đường trở thành trùm phát xít. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, Hitler phục vụ trong quân đội đế quốc Đức và được nhận 2 tấm huân chương do chiến đấu anh dũng. Sự thất bại của Đức đã khiến Hitler phẫn nộ và trở thành một trong những lý do khiến Hitler bước chân vào con đường chính trị. Năm 1919, Hitler tham gia một nhóm cánh hữu nhỏ ở Munich. Không lâu sau, nhóm này đổi tên thành Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa, gọi tắt là Nazi. Hitler trở thành người lãnh đạo của đảng này và 2 năm sau, vào năm 1928, Nazi phát động một đợt chính biến được gọi là đảo chính nhà hàng bia, hay còn gọi là cuộc đảo chính quán bia. Tuy nhiên, cuộc đảo chính này đã thất bại. Hitler bị bắt và phải ngồi tù trong 9 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế, Hitler được phóng thích chỉ sau chưa đầy 1 tháng ngồi tù. Năm 1929, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nổ ra. Nó khiến nền kinh tế Đức chìm trong đen tối với lạm phát và thất nghiệp. Cùng lúc đó, xã hội ngày càng trở nên bất ổn hơn và người dân Đức trở nên bất mãn với chính đảng. Lợi dụng thời cơ đó, Đảng Quốc xã đã đưa ra những chính sách cứu đất nước khiến đại đa số người Đức ủng hộ sự thống trị của Hitler. Năm 1932, sau cuộc bầu cử liên bang, Quốc xã trở thành đảng chính trị lớn nhất trong nghị viện. Ngày 30 tháng 1 năm 1933, Hitler được bầu làm thủ tướng Đức và sau khi lên nắm quyền, Hitler đàn áp các phe phản đối và xây dựng một nền thống trị độc tài. Tội ác của Hitler sẽ làm bạn hiểu rõ Hitler là ai. Chế độ cai trị độc tài tàn nhẫn. Trong suốt thời gian cai trị từ năm 1933 đến năm 1945, Hitler đã tạo ra một chế độ độc quyền quốc gia xã hội của đệ tam đế quốc. Chế độ này đưa nước Đức vào sự cai quản gần như mọi mặt của cuộc sống một cách đầy tàn bạo. Các đảng đối lập bị cấm chỉ và các đối thủ của đảng quốc xã đều bị giết hại. Người theo chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đều bị tra tấn và thủ tiêu. Thậm chí các giáo hội cơ đốc cũng bị áp bức với hàng loạt lãnh đạo bị bắt nhốt. Với sự lãnh đạo của Hitler, Đức Quốc xã ngày càng hung hăng và đòi hỏi về lãnh thổ. Lần lượt các năm 1938, 1939, Quốc xã xâm chiếm Áo rồi đến Tiệp Cắt. Tháng 9 năm 1939, Đức phải tiến hành xâm lược Ba Lan. Sự kiện này đã châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ hai, khiến Anh và Pháp tuyên chiến với Đức. Cuộc chiến trở nên thảm khốc và ác liệt hơn với sự đối đầu giữa hai phe. Các đồng minh bao gồm Anh, Liên Xô, Mỹ, còn phe trục phát xít là sự tham gia của Đức, Ý và Nhật Bản. Đến tận bây giờ, Thế chiến 2 vẫn là một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất với cái chết của hơn 70 triệu người. Tội ác của Hitler làm cả thế giới phải rung mình. Về tội ác diệt chủng, tội ác kinh khủng nhất của Hitler chúng ta phải kể đến đó là tội ác diệt chủng. Trong vòng nhiều năm, Đức Quốc xã đã tiến hành vây bắt, sát hại các chủng tộc trong các trại tập trung và trại hủy diệt của chúng. Trong đó, sự kiện đáng sợ nhất đó là cuộc tàn sát trên quy mô lớn người Do Thái và các nhóm dân tộc thiểu số khác trong cuộc diệt chủng Holocaust. Đây là cuộc diệt chủng dẫn đến cái chết của khoảng 6 triệu người Do Thái. Đức Quốc xã đã tập trung các nạn nhân ở 35 quốc gia châu Âu có người Do Thái đến các trại lao động và trại hành quyết. Các nạn nhân sẽ bị tra tấn dã man bằng nhiều phương thức, sau đó mới bị giết. Phát xít không chỉ dùng súng mà còn sử dụng độc dược, hơi ngạt để giết người trên diện rộng. Chiến dịch tàn sát tiếp tục diễn ra cho đến khi chiến tranh thế giới thứ hai tại chiến trường châu Âu chấm dứt vào năm 1945. Và Hitler chết như thế nào? Cái chết của Hitler trong thất bại của phát xít Đức. Bắt đầu năm 1942, phát xít Đức dần thất bại trên mọi chiến trường. Hồng quân Liên Xô cùng quân đội của các nước đồng minh khác đã phát động các cuộc tấn công nước Đức và giành được chiến thắng. Cuối năm 1943, Đức Quốc xã đã đánh mất gần hết phần lớn lãnh thổ ở phía đông họ từng chiếm được. Cuối thời gian năm 1944, đầu năm 1945, Đức đã gần như thất bại và toàn bộ trước quân đồng minh. Vào những ngày cuối đời, Hitler trở nên dữ tợn và mất tự chủ, cũng như đưa ra các quyết định trả thù tàn bạo nhưng không đưa đến kết quả. Ngày 27 tháng 4 năm 1945, Hồng quân Liên Xô đã tiến vào thủ đô Berlin. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1945, Hitler và vợ là bà Eva Braun quyết định tự sát trong bong ke. Thủ đô Berlin thất thủ vào ngày 2 tháng 5 năm 1945, đánh dấu sự thua cuộc thua trận của phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai. Về cái chết của ông, những lời đồn về cái chết của Hitler nảy sinh bởi sau khi Hồng quân tiến vào Berlin, thi thể được cho là của Hitler và vợ đều bị cháy, phần thi thể còn lại rất khó để nhận diện. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, một số tờ báo ở Nam Mỹ đưa tin rằng Hitler và vợ không hề tự sát vào ngày 30 tháng 4 năm 1945 mà đã chạy trốn sang Argentina bằng tàu ngầm. Theo một số nhân chứng, Hitler đến Argentina cùng khoảng 50 người và trú ẩn tại các thị trấn trong gia đình người Đức. Vâng các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm like, đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chào tạm biệt các bạn.